Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Có một sự thật rất đáng buồn ở thị trường Việt Nam. Đây là nếu như các bạn muốn sử dụng những con chip flagship của nhà Qualcomm tại những thiết bị hàng chính hãng thì ngoài con Oppo Reno Zoom 10X ra và con Sony Xperia 1 ra, hình như không còn con nào cả. Đấy. Đương nhiên, không có hàng chính hãng thì ta mua hàng sách tay. Mà được cái, ở cái mức giá nào đi chăng nữa, các bạn cũng đều có thể sở hữu được cho mình con chip này với hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ và có những trải nghiệm thực sự rất tốt về mặt tốc độ, về mặt hiệu năng, chơi game cực kỳ mượt, nói chung là làm cái gì cũng sướng. Và trong video này mình sẽ cùng các bạn tổng hợp một vài những thiết bị đang có sở hữu cho mình con chip Snapdragon 855 hoặc nếu không có thể sẽ là Snapdragon 855 cộng với mức giá đâu đó loanh quanh tầm khoảng 5 triệu cho đến tầm khoảng 8 triệu để giúp các bạn có thể lựa chọn một cách tốt hơn. Bắt đầu luôn ngay bây giờ nhé. Sản phẩm đầu tiên thì sẽ là con IQ Neo. Thì con này mình đã làm video review test game cho các bạn có thể thấy trên kênh rồi. Mức giá đó chỉ tầm khoảng hơn 6 triệu. Các bạn có Snapdragon 855, 6GB RAM, rồi là 64GB bộ ở trong, rồi tốc độ bộ nhớ trong cũng khá ổn với UFS 2.1 cho cái phiên bản thấp nhất, thậm chí phiên bản là UFS 3.0 cho những cái dung lượng lớn hơn. Rồi pin tốt với 4500mAh, có sạc nhanh, cam đủ dùng. Nói chung là cái hiệu năng và cái trải nghiệm thực sự rất mượt mà. Thì đó chính là những cái mà người dùng cơ bản cần ở trong những cái thiết bị tầm giá tốt tốt như vậy để mà chúng ta có một hiệu năng tốt hơn, chơi game đã hơn và sử dụng được lâu dài về sau hơn. Thì rõ ràng là con IQ Neo này nó là một cái món hời thực sự trong cái tầm giá này. Tuy nhiên các bạn sẽ phải đánh đổi đến một vài thứ, ví dụ như là thiết kế nó không thực sự quá ấn tượng này, hay là viền mặt trước còn hơi dày bên dưới, rồi bên trên nó là màn hình giọt nước. Nhưng mà thôi không sao, với mức giá thì tầm khoảng 6 triệu loanh quanh tầm đó với Snapdragon 855 thì nó quá hời rồi đúng không anh em? Ở trong đây sẽ là sự lựa chọn đầu tiên mình recommend dành cho các bạn. Sản phẩm thứ hai sẽ là con LG G8 cũ. Đây sẽ là chiếc điện thoại cũ hiếm hoi trong các bảng xếp hạng này. Dẫu sao thì LG mà mua mới thì giá nó hơi cao, thế nên là thôi mua cũ cho nó hợp lý. Tại vì thật lòng mà nói thì LG gần đây nó không nhận được sự đón nhận của người dùng quá nhiều. Thế nhưng với chỉ tầm đâu đó 6 triệu mấy nhưng mà chúng ta vẫn có đầy đủ những trải nghiệm cao cấp flagship của một trong những hãng trước đây đã từng làm mưa làm gió, thì nói chung là tặc lưỡi suy nghĩ thì vẫn ok. Thì LG G8 có những cái điểm mạnh như sau. Một chính là cái thời lượng pin của nó tốt. Hai chính là cái hệ thống giải trí của nó quá ngon, với loa ngoài tốt, với màn hình quá đẹp luôn, rồi là với cái jack cắm tai nghe 3.5mm vẫn có đầy đủ, thêm cả nữa là khả năng xử lý giải mã âm thanh chất lượng cao quá ngon luôn. Bạn mà có cái nhu cầu nghe nhạc nhiều thì sử dụng LG G8 nó vẫn là một sự lựa chọn quá tốt. Thế nên là rõ ràng sản phẩm này vẫn sẽ có những cái lợi thế nhất định của nó tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là hàng sách tay với mức giá quá tốt như vậy. Trước đây thì mình từng có làm về con LG G8 Hàn rồi. Thế nhưng mình tham khảo tại Clickbuy thì cái phiên bản họ đang bán với mức giá hơn 6 triệu đấy là G8 Mỹ. Thì thực ra nó bị rút bớt đi một cam đằng sau, nhưng mà cũng chẳng quan trọng. Tại vì LG G8 cái điểm mạnh của nó không phải là camera, nên các bạn cũng không cần phải đắn đo quá nhiều đâu anh em. Sản phẩm thứ 3, con này thì nó thuộc dạng quốc dân đấy. Xiaomi Redmi K20 Pro. Mức giá loanh quanh từ khoảng hơn 7 triệu. Thì chúng ta có gì? Chúng ta có một cái màn hình tràn full viền, đẹp. Chúng ta có camera thò thụt, chất lượng. Chúng ta có một hiệu năng quá ổn với Snapdragon 855, 6GB RAM, 64GB bộ trong. Trải nghiệm thực sự quá tốt. Rồi các bạn có pin ổn với dung lượng hơn 4000mAh, có sạc nhanh, có USB Type-C, có luôn cả jack cắm tai nghe 3.5mm. Đó, tức là những thứ mà các bạn cần thì nó đều có đầy đủ hết. Vân tay trong màn hình cũng có đầy đủ, hay thậm chí là những cái cải tiến hơn về camera cũng đều rất ngon, với 3 tiêu cự, 3 ống kính. Nói chung là cái gì cũng có trên cái điện thoại này. Mức giá chỉ có hơn 7 triệu thôi. Thì các bạn thấy sao? Đã chưa? Thật lòng mà nói thì Redmi K20 Pro nó như là một cái cú hích luôn ấy. Tại vì chúng ta có một mức giá quá tốt, những trải nghiệm về hiệu năng, về màn hình, về vân tay, về camera. Nói chung là cái gì cũng quá ngon trong mức giá. Thực sự để tìm ra những cái điểm yếu để mà chê trách về cái điện thoại này thì ngoài cái vụ micro cũng như là và ngoài cái vụ hoàn thiện sản phẩm ra thì mình cũng chẳng có điều gì để chê. Thế nhưng mà chúng ta có một mức giá quá rẻ mà lại có những thứ khác tốt như thế thì phải đánh đổi đến một vài thứ khác, nó là chuyện bình thường, đúng không các bạn? Nhưng mà mình chấp nhận được cái vấn đề này. Và các bạn thì sao? Chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới xem sao nhé. Và các bạn đừng quên là chúng ta lại có rất nhiều phiên bản dung lượng bộ nhớ khác nhau, RAM khác nhau, nên anh em phải tham khảo thật kỹ trước khi mua nhé. Sản phẩm thứ tư,
một trong những ứng cử viên sáng giá cũng đến từ đội nhà Xiaomi. Nó được định vị là phân khúc cao cấp hơn so với con Redmi K20 Pro, nhưng mà mình cảm thấy lại có một vài những thứ nó yếu hơn. Đấy là con Xiaomi Mi 9. Thì Mi 9 nó hoàn thiện cao cấp hơn, nó đẹp hơn, và cũng như là cầm trên tay thì nó sướng tay hơn, camera thì nó cũng tốt hơn một chút xíu. Thế nhưng nó lại thiếu đi một vài thứ, ví dụ không có jack cắm tai nghe 3.5mm, ví dụ như là pin nó yếu hơn, rồi là ví dụ như cái màn hình mặt trước thì nó sẽ là kiểu giọt nước. Thì mỗi người sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu của bản thân mà lựa chọn thôi. Mình thì mình vẫn đánh giá là con Mi 9 là một trong những con điện thoại rất là ngon tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong cái tầm giá chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 8 triệu như thế. Thì chúng ta vẫn có một cái thiết bị với hoàn thiện tốt, nó đã là một cái điểm cộng rồi. Hiệu năng quá tốt, rồi màn hình cũng rất đẹp. Nói chung là đầy đủ những trải nghiệm của một chiếc flagship gói gọn vào cho cái mức giá quá tốt như thế tại thị trường Việt Nam. Sắp tới thì có thể sẽ là ra con Mi 10, mình nghĩ là chạy vài tháng nữa thôi. Nhưng mà Mi 9 nó vẫn quá ngon trong cái tầm giá 8 triệu nên mình vẫn sẽ đưa vào cái bảng xếp hạng lần này. Và sản phẩm cuối cùng mình muốn đưa vào cái bảng xếp hạng lần này sẽ là một ứng cử viên đến từ Realme. Thì có lẽ là các bạn vẫn biết rồi, Realme X2 Pro cho cái phiên bản dung lượng thấp nhất, nó chỉ loanh quanh được tầm khoảng 8 triệu rưỡi mà thôi. Thì các bạn có rất nhiều thứ ấn tượng trên con này. Cái đầu tiên chính là cái màn hình với tần số quét là 90Hz. Các bạn mà dùng cái màn hình này xong, các bạn sẽ thấy nó cực kỳ mượt mà, nhìn nó sướng, vuốt nó sướng cực kỳ luôn. Thế nên là sau khi dùng xong mà các bạn quay trở lại 60Hz thì sẽ là một cái câu chuyện buồn thực sự. Đấy là cái trải nghiệm một vài ngày sau khi mà mình sử dụng con Realme X2 Pro này, sau đó quay trở lại một vài sản phẩm mà mình đang quá quen. Rồi chúng ta có một hệ thống camera khá tốt với bố ống kính, và cái camera chính của nó có độ phân giải lên tới là 64MP, giúp các bạn có những chi tiết tốt hơn. Về vấn đề màu sắc thì mỗi người một gu, nhưng rõ ràng chi tiết của nó quá tốt cũng là một cái điểm cộng của sản phẩm này. Thêm nữa là chúng ta có hiệu năng tốt hơn hẳn so với phần còn lại, bởi vì nó có Snapdragon 855 cộng, phiên bản cộng luôn, phiên bản nâng xung nhịp luôn, chứ không phải là Snapdragon 855 thông thường. Và chắc chắn nó sẽ giúp cho các bạn có những trải nghiệm tốt hơn, mượt mà hơn, ấn tượng hơn. Hay là với con Realme X2 Pro như thế này, thậm chí kể cả như là phiên bản ROM sách tay chẳng hạn, các bạn cũng đã có sẵn tiếng Việt các thứ rồi nên sử dụng rất là sướng. Pin tốt, có sạc nhanh VOC, rồi thậm chí các bạn cũng có luôn cả jack cắm tai nghe 3.5mm. Có chăng thì một vài những điểm trừ chỉ là cái vấn đề màn hình giọt nước thì nhiều bạn sẽ không thực sự thích, hay là nó cũng sẽ thiếu đi một vài những tiêu chuẩn cao cấp hơn như là kháng nước, chống bụi các thứ. Nhưng mà rõ ràng cái mức giá chỉ tầm hơn 8 triệu thì làm sao mà đòi hỏi được quá nhiều, đúng không các bạn? Realme X2 Pro chốt hạ trong video này của mình nhé. Nói chung thì ngày hôm nay mình đã mang đến cho các bạn 5 sự lựa chọn thực sự rất tốt, với mức giá chỉ tầm loanh quanh tầm khoảng hơn 5 triệu trên tầm khoảng hơn 8 triệu, với cấu hình cực kỳ cao Snapdragon 855, thậm chí là 855 cộng luôn. Và các bạn nghĩ sao về những sản phẩm này mình đưa ra? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Đừng quên là tham khảo mức giá của những sản phẩm này tại Clickbuy thông qua link phía bên dưới phần mô tả video. Mức giá có thể thay đổi tại thời điểm các bạn đang xem, thế nên hãy click để cập nhật mức giá cụ thể hơn nhé. Còn video của mình xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.